Rồi có thấy rồi, có thấy ca rồi đấy. Thưa tiến sĩ Nam, cùng các báo cáo viên và các quý đồng nghiệp tham gia buổi hội thảo trực tuyến hôm nay, thì qua hai cái bài báo cáo của hai báo cáo viên trước thì chúng ta cũng đã thấy là việc điều trị đái tháo đường ở bệnh nhân là một điều cũng không có dễ dàng. Những cái bằng chứng khoa học và những cái chứng minh đã được đưa ra khuyến cáo, thì việc vận dụng những cái khuyến cáo đó vào điều trị cho bệnh nhân làm sao để bệnh nhân đạt được cái đường huyết đó, đạt được đường huyết mục tiêu và tránh được những cái nguy cơ em đó là đặc biệt là hạ đường huyết hoặc là tăng đường huyết, nên là tăng đường huyết chi phí điều trị cho bệnh nhân đó là một điều thực tế lâm sàng và sự lâm sàng phải đối mặt. Chính vì vậy mà việc áp dụng những cái thành tựu đó vào để điều trị bệnh nhân nó sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái kiến thức và những cái hiểu biết của bệnh nhân đã được bác sĩ giải thích hoặc là trường hợp khác của bệnh nhân cũng như là những cái điều kiện mà bệnh nhân có thể thực hiện được. Thì em xin trình bày một ca lâm sàng để nói lên là hiệu quả điều trị của lần tiêm U300 trên bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2. Thì em nghĩ là chắc là cũng có nhiều những bác sĩ khác khi mà tiếp nhận cái ca lâm sàng này mình sẽ có những cái phương pháp điều trị tối ưu hơn, và thông qua buổi hôm nay thì em cũng xin được hỏi thêm. Dạ, em xin trình bày. Bệnh nhân nam đến khám lần đầu tiên vào năm 2020, đó là bệnh nhân nam 59 tuổi. Bệnh nhân này có tiền căn là đái tháo đường tuýp 2 13 năm và có tăng huyết áp 18 năm. Bệnh nhân có bệnh tim mạch sơ vữa và có đặt stent một lần trong vòng 3 tháng một lần trước khi tại ca cho đi khám. Bệnh nhân có bị rối loạn tiết máu và có rối loạn có suy tuyến thượng thận do thuốc. Tại thời điểm khám thì bệnh nhân đang được sử dụng thuốc với cho là thuốc và kiểm soát đường huyết, dạng viên uống kết hợp đó là linatidine và kết hợp với metformin liều là 2,5/850 hai viên trên ngày. Thuốc huyết áp là có thêm liều chỉnh tăng 40 mg một viên trên ngày, lipicolor 5 mg một viên trên ngày và thuốc chống cơ tập chuyển lồi kép hàm lượng 75/100 mg một viên trên ngày và thuốc kiểm soát mỡ máu là rosuvastatin một viên trên ngày. Do là bệnh nhân đến khám ở phòng khám ngoại trú cho nên ngày về thì mình cái triệu chứng lâm sàng là bệnh nhân cũng không có cái biểu hiện gì đặc biệt, thì bệnh nhân tỉnh vẻ mặt bên tim viêm hồng có phù chi và bệnh nhân này có tín hiệu tại thời điểm khám là mạch 82/1 phút huyết áp 140/90 mmHg. Bệnh nhân có chiều cao 1m64, cân nặng 64 kg, tính từ chỉ số BMI là bệnh nhân 24. Và khi khám lâm sàng thì về tim sẽ có cái hai cửa hóa phổi trong không gian bụng mềm. Bệnh nhân đã được chỉ định làm các xét nghiệm thận lâm sàng để đánh giá về chức năng gan, thận mỡ máu và những cái xét nghiệm gì chứng đó hình ảnh sẽ có kết quả. Đường tại thời điểm mà khám là bệnh nhân là 168, HB1C 9.7, creatinin là 1.0 mg trên đại chỉ tích, đánh giá độ tập thanh thải creatinin khoảng 76 mg. Bệnh nhân có được các xét nghiệm tổng phát triển nước tiểu thì đưa tín hiệu âm tính, chia tín hiệu âm tính. Xét nghiệm về men gan AST-68, AMT-41 và CGT-97. Ngoài ra thì bệnh nhân có kết quả của xét nghiệm mỡ máu thì trong đó các chỉ số cholesterol 135, QLIPID-83, HDL-43 và LDL là 44. Và ngoài ra bệnh nhân có được là tiêm cái xét nghiệm acid canxi, trong đó đặc biệt là có cái tổng máu là 21,8 và hormone 9 lít và chỉ số điện giải đo nằm trong giới hạn bình thường. Bệnh nhân này đã được siêu âm tim và RF 87%, chức năng thận hư thận trái bảo tròn, siêu âm bụng thì có gan mỡ đầu một, điện tim thì vẫn chỉ số đều tần số 85/1 phút, có siêu âm để kiểm tra mạch máu ngoại vi thì có cho vữa hệ động mạch hai chi dưới không gây nhiễm mà tiếp cận phổi chưa phát hiện bất thường. Trên bệnh nhân này thì có những vấn đề mà đặt ra là thứ nhất là bệnh nhân đã có đường huyết 2/10 năm, chỉ số đường huyết chưa tốt và cái thể hiện qua HB1C và đường huyết đói còn cao. Bệnh nhân có tăng huyết áp và có bệnh lý tim mạch sơ vữa là bệnh nhân có đặt stent một lần và có sơ vữa hệ động mạch hai chi dưới và có rối loạn tiết máu.
Như vậy thì những vấn đề mình đặt ra bệnh nhân này nhằm mục đích là mình kiểm soát tốt cái đường huyết để làm giảm những cái nguy cơ tăng đường huyết cũng như là hạ đường huyết và cũng như là những cái nguy cơ về lâu dài của bệnh nhân trên cái bệnh lý của mạch máu lớn và mạch máu nhỏ. Thì hiện tại bệnh nhân đang sử dụng viên kết hợp là viên nam huyết tim viên nước cộng viên liều 2,5 8 50 hai viên. Như vậy thì những vấn đề mình đặt ra, thứ nhất là mình tăng liều có lên điều tối đa hoặc là thêm một loại thuốc tiên khác hoặc là thêm một thuốc thì dạng chất ra là trong trong phần cụ thể chia đi qua hoặc là thêm một thuốc tiên nào. Thì sau đây em xin đưa ra những cái hướng dẫn và giúp cho em chọn lựa những cái thuốc trên tình trạng này và em nghĩ là cũng sẽ có những cái chọn lựa khác tốt hơn để chăm sóc cho quý đồng nghiệp và cũng như thầy thì để giúp cho em được học hỏi thêm. Thì đối với trường hợp bệnh nhân này thì cái mục tiêu HB1C mình đặt ra đó là dưới 7%, dưới 7,5% hay dưới 8%, hoặc là bệnh nhân đặt ra mục tiêu là chống hạ đường huyết hoặc là có những cái cơ cần huyết có triệu chứng. Thì việc cái thể hóa HB1C của bệnh nhân trên trong tình huống này thì phải sẽ dựa vào cái bài cái tiêu chí đánh giá cũng như cái bài báo cáo của lần đầu của bác sĩ. Thì dựa vào thứ nhất là những cái tác dụng phụ hoặc là một cái thuốc trên các cái cơ quan, thứ hai là thời gian mắc bệnh, thứ ba là kỳ vọng sống của bệnh nhân, thứ tư là những bệnh mắc kèm theo có nghiêm trọng hay không, và thứ năm là bệnh nhân có những cái biến chứng của mạch máu hay không, thứ sáu là bệnh nhân này có muốn điều trị hay không, và thứ bảy là bệnh nhân này có được những cái nguồn lực hỗ trợ từ kinh tế cho đến là hỗ trợ của người thân hoặc là những cái kiến thức mà được hỗ trợ từ các bác sĩ hay không. Thì cái bệnh nhân này cũng rất là bệnh nhân cũng còn trẻ tuổi và bệnh nhân này cũng có mong muốn là điều trị và thái độ hợp tác của bệnh nhân với bác sĩ cũng rất là tốt và bệnh nhân cũng có nguồn lực để điều trị, thì nên đặt cái mục tiêu hết về một C trên bệnh nhân này tức là dưới 7%, hiện tại là bệnh nhân các bệnh một C là 9,7%. Và kế hoạch tiếp theo của dự án là như sau. Thứ nhất là việc tăng liều thuốc đặc biệt phải cho nó là metformin lên liều cao để mình có thể đạt được cái mục tiêu HB1C. Thì qua cái nghiên cứu cho thấy khi mà mình sử dụng cái liều metformin trên cái liều khuyến cáo thì mình sẽ tác dụng phụ cái hệ tiêu hóa của bệnh nhân nó sẽ nhiều hơn so với những lợi ích mong muốn của mình đặt ra. Và theo khuyến cáo của IDWG năm 2021 thì đối với bệnh nhân này là bệnh nhân tiểu đường trên 10 năm sẽ có tăng huyết áp có bệnh lý tim mạch sơ vữa. Thì ở đây việc thêm thuốc là đồng bằng cụ thể GLP-1 hoặc là SGLT2 đã được chứng minh là có hiệu quả và đã được khuyến cáo, và bên cạnh đó chúng ta có thể thêm cái một cái insulin nền nữa cho bệnh nhân. Thì việc tiêm đồng bằng GLP-1 thì đã được khuyến cáo ở trong hội một bác sĩ nội tiết Hoa Kỳ vào năm 2020, thì đối với trường hợp bệnh nhân đang dùng nguyên dịch vị tăng đường huyết mà HB1C trên 8% hoặc là bệnh nhân đã có đường huyết 5 thì dường như là khó đạt được mức HB1C với một loại thuốc thứ ba, mặc dù là tiêm đồng bằng cụ thể GLP-1 như là một thuốc thứ ba có thể giảm được đường huyết thành công. Cuối cùng thì nhiều bệnh nhân cũng phải sử dụng insulin, và khi cần sử dụng insulin thì việc sử dụng insulin nền một lần trên ngày là nên được đưa vào chế độ điều trị của bệnh nhân. Theo ADA năm 2021, việc kiểm soát đường huyết lúc đói của bệnh nhân, các nghiên cứu kết cục thì cho thấy là HB1C là yếu tố chính tiên lượng những biến chứng, và những nghiên cứu nền tảng thì kiểm soát đường huyết như là CBCT và UKBDS đều dựa vào kết cục và đường huyết đói. Việc kiểm soát đường huyết đói trước tiên là để đạt được HB1C. Nếu đường huyết lúc đói đạt mà HB1C chưa đạt thì lúc đó chúng ta sẽ đặt mục tiêu là kiểm soát đường huyết sau ăn. Và theo ADA năm 2014 thì khi mà chưa kiểm soát được HB1C với thuốc viên hạ đường huyết thì chúng ta có thể tiêm thuốc đồng bằng cụ thể GLP-1 trước tiên
hơn insulin, nhịp cải trị, dùng liều cải trị phù hợp của thuốc này được lựa chọn. Nó sẽ khác nhau trên từng nhóm thuốc và điều chỉnh liều dần đến điểm duy trì cũng khác nhau trên từng nhóm thuốc. Nếu như HbA1c trên mức mục tiêu thì nên thêm insulin nền vào sẽ là một cái lựa chọn cân nhắc với bệnh nhân làm trung tâm. Đối với trường hợp insulin nền thì những cái nguy cơ hạ đường huyết, trong đó đặc biệt là insulin nền thế hệ mới thì là viêm omatum và đều đế đế có tỷ lệ hạ đường huyết thấp nhất trong những insulin nền là U100 để đi đến và bạn nào đi hát. Việc khởi trị liều insulin nền trên bệnh nhân đái tháo đường theo AACE năm 2020 thì chia thành hai nhóm, một nhóm là HbA1c dưới 8 và một nhóm là HbA1c trên 8. Thì trong trường hợp bệnh nhân này là ta quan sát đến HbA1c trên 8 thì sử dụng liều đầu là có thể 0,2 đến 0,3 đơn vị mạch tính và việc chỉnh liều insulin nó sẽ tùy thuộc vào cái triệu chứng cốt lõi, có thể có thể ở những các mức ví dụ trên 180 từ 140 180 hoặc là 110 139 thì chúng ta sẽ thêm vào những cái hàm lượng insulin tương ứng để giúp đạt được cái mục tiêu đường huyết cho bệnh nhân. Là viên U300 là một insulin có thời gian tác dụng kéo dài và việc sử dụng linh hoạt hơn đó là thông qua hai cái nghiên cứu Edison 1 và Edison 2. Thì nghiên cứu này được thực hiện trên những bệnh nhân sử dụng cái insulin là viên U300 cho đến tuần thứ 6 thì chia thành hai nhóm, đó là bệnh nhân được sử dụng insulin vào cùng một thời điểm và cái nhóm thứ hai là bệnh nhân sử dụng insulin có thể thay đổi thời điểm sơ cứu ban đầu khoảng 3 tiếng. Thì kết cục tôi thấy không có sự khác biệt về tần suất đường huyết và tần suất hạ đường huyết giữa hai nhóm. Lập viên U300 có thể cho thời gian tiêm tự do và đối phó với những tình huống thay đổi trải qua trong cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân. Và theo cái dữ liệu lâm sàng về dược thực học về dược động học thì cái lập viên U300 cho thấy tác động ổn định và thời gian kéo dài hơn so với lập viên U100 và nồng độ thuốc trong ngày cũng dao động thấp hơn, cũng như là dao động giữa các ngày thì là chỉ số 300 cũng thấp hơn. Và theo dữ liệu của máy đo đường huyết liên tục CGM thì hình ảnh của đường huyết trong sử dụng là sinh 300 hàng định trong 24 giờ hơn so với là sinh 100. Và đây là kết quả của việc so sánh giữa cái chuyển đổi giữa là sinh 300 cho lập trình U100 trên cái phác đồ nền insulin nền cộng với thuốc viên thì đây chúng ta thấy là cái lập trình U300 cũng không thua kém gì hiệu quả chỉ giảm dẫn thấp về một giây so với lập trình U100 và lập trình U300 giúp là giảm cái lệ hạ đường huyết đi và tỷ lệ tăng cân ít hơn giống như trong bài báo cáo của bác sĩ Thắng trước đó. Thì đối với trở lại trường hợp ca lâm sàng này thì theo những cái dữ liệu em đưa ra và có sự thay đổi lựa chọn thuốc cho bệnh nhân và cụ thể là em sử dụng cái lọc viên U300 cái điều là 15 đơn vị tiêm dưới da lúc 8 giờ và tiêm vào một thuốc và thuốc chế tất nhiên khi tu đó là đa ba phương tương nhiên 10 mg một khi vào buổi sáng và có giảm liều viên phối hợp giữa linatristin và metformin 2,5 mg của 1,000 mg là một viên các thuốc nhiều huyết áp và được chống kích động điểm cầu mỡ máu thì đang được giữ nguyên. Bên cạnh đó thì cũng dành ít thời gian để tư vấn cho bệnh nhân về cách theo dõi đường huyết, cách chế độ ăn và hạn chế những cái chất carbohydrate cũng như là theo đường vừa theo dõi đường huyết qua mỗi ngày. Thì sau thời gian 3 tháng bệnh nhân tái khám lại thì bệnh nhân khỏe, than hay chán ăn đầy bụng, không có những triệu chứng mệt mỏi hay vã mồ hôi. Và bệnh nhân đã được làm xét nghiệm tại thời điểm lúc đó thì đường huyết lúc đó bệnh nhân là 90 mg trên lít chỉ định là HbA1c lúc này là 8,1%. Chức năng thận bệnh nhân cũng không có gì thay đổi và men gan và chỉ số của
mỡ máu, cholesterol, triglycerides, HDL và LDL cũng nằm trong giới hạn cho phép. Và đặc biệt là cái tổng thành tích nước tiểu thì lúc này thì cái protein niệu âm tính của cô là 1.000, cái ton niệu âm tính gluco là 1.000. Ở đây thì chúng ta có thể giải thích được đó là do bệnh nhân sử dụng thuốc SGLT2 làm tăng thải đường qua nước tiểu, thành ra sẽ có đường trong nước tiểu, và xét nghiệm thì sẽ đo bệnh nhân trong giới hạn bình thường. Thì bệnh nhân sẽ được sử dụng tiếp theo trong cái đo của tháng kế tiếp, đó là chỉ dẫn tiếp tục sử dụng insulin tập tim U300 liều 15 đơn vị mg mỗi 8 giờ. Và khi đó là em chuyển sang dạng kết hợp giữa tetraglucagon và mesoglobin, là dạng là chi kết hợp 1 giường 1 ngày trên lần với liều lượng là 10 mg/1000 mg. Bên cạnh đó vẫn giữ thuốc điều trị huyết áp, thuốc chống kích thích tiểu cầu, thuốc mỡ máu, và vẫn tiếp tục hướng dẫn tư vấn cho bệnh nhân về cái chế độ ăn uống, cách sử dụng insulin, cách theo dõi và hạn chế các carbohydrate. Đây là một phần không thể thiếu trong cái đo thuốc của bệnh nhân đái tháo đường. Và bệnh nhân được tái khám trở lại sau 6 tháng so với thời điểm ban đầu, thì lúc đó bệnh nhân được xét nghiệm đường huyết là 132, HbA1c lúc này là 7.1%, chức năng thận về thiên nhiên là 0.8 mg trên đề tích, và tổng phân tích nước tiểu được thì hiện hiệu là âm tính, glucô 1.000 và tiêu đơn đều là âm tính. Các chức năng khác thì men gan, ALT, AST và VCT nằm trong giới hạn bình thường. Bộ mỡ cholesterol, triglycerides, HDL và LDL vẫn nằm trong giới hạn cho phép, và điện giải đầu nằm trong giới hạn bình thường. Thì em slide này em xin tóm tắt lại cái quá trình điều trị, tiếp nhận và điều trị của bệnh nhân. Là tại thời điểm bệnh nhân đến khám và bệnh nhân được sử dụng thuốc sau đó tái khám 3 tháng và tái khám lần tiếp theo 6 tháng, thì trong quá trình điều trị của bệnh nhân này cũng tương đối là thuận lợi. Một phần là bệnh nhân, thứ nhất là bệnh nhân rất là hợp tác, cái thứ hai là bệnh nhân có cái kiến thức mà bác sĩ hướng dẫn cho bệnh nhân, và bệnh nhân cũng chấp nhận theo cái điều trị và những cái hướng dẫn. Cho nên cái việc điều trị của bệnh nhân thì nó cái kết quả đem lại không chỉ là do bác sĩ đem lại cho bệnh nhân, mà phần lớn là bệnh nhân có được tư vấn kỹ và hợp tác với bác sĩ hay không. Cho nên trên thực tế lâm sàng thì chúng em cũng thấy rằng khi mà điều trị một bệnh nhân đái tháo đường thì cái việc tư vấn cho bệnh nhân hiểu biết về cái bệnh của mình, cách điều trị như thế nào, ăn uống ra sao, vận động tập thể dục và được tái khám thường xuyên, cái đó là một trong những cái mấu chốt mà mình có thể giúp cho bác sĩ có thể điều trị và kiểm soát tốt đường huyết cho bệnh nhân, cũng như là tránh được một cái cơn hạ đường huyết hoặc là tăng đường huyết có triệu chứng. Thì đó là những thông tin mà em xin trình bày cái ca lâm sàng hôm nay. Thì qua cái thông tin ca lâm sàng này thì cũng mong là các bác và thầy Việt Nam có những cái đóng góp để cho các em có thể thu thập thêm những cái kiến thức và để dựng lâm sàng và đem lại lợi ích tốt hơn cho bệnh nhân. Và em xin tóm tắt cái ca lâm sàng như thế này. Thì điều trị đái tháo đường là một hành trình dài đầy thử thách, cần có sự hợp tác của bệnh nhân và bác sĩ để đạt được mục tiêu điều trị. Thì kiểm soát đường huyết tốt sẽ giảm được chi phí điều trị. Thấy rõ nhất là những chi phí khi mà bệnh nhân có những triệu chứng cấp, ví dụ như tăng đường huyết có triệu chứng, hoặc là bệnh nhân tụt hạ đường huyết mà phải vô cấp cứu, hoặc là khi mình kiểm soát được đường huyết tốt của bệnh nhân mà không có ít một cái triệu chứng đó, thì những dự hậu về lâu dài sẽ tốt cho bệnh nhân. Và việc sử dụng lập trình U300 và một phút sinh viên nền thế hệ thứ hai có tác dụng ổn định, ít dao động đường huyết trong ngày, và thời gian tác dụng kéo dài với cách sử dụng linh hoạt, có thể cộng trừ trước sau 3 tiếng so với cái liều đầu, và đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả. Và bài báo cáo của em đến đây xin hết này. Xin cảm ơn quý thầy cô đã và các quý đồng nghiệp đã quan tâm. Vâng, cảm ơn bác sĩ Danh đã chia sẻ những kinh nghiệm trên thực hành lâm sàng. Thì cũng có rất nhiều vấn đề trên lâm sàng, và từ những ca này chúng ta sẽ thảo luận ở cái phần cuối cùng của cái chương trình.